Shop Trần xin chào tất cả quý anh em nhé. Hôm nay trở lại với anh em một combo cổ bô tặng vỉ bô cho anh em luôn. Thì bữa giờ là cái combo cổ vỉ bô này nó hết hàng anh em ơi. Mình cũng không có đủ hàng để bán cho anh em nữa. Bữa bán hết sale 100, rồi mình bán một cổ một vỉ 200 cũng không đủ bán luôn. Tại vì anh em thợ mua nhiều quá. Thì hôm nay lên cho anh em vài chục cây chơi nha. Cái này là lên combo sale off nha, chứ không bán giá bình thường. Đây, một cây như thế này thì cả cổ và vỉ luôn. Nói chung là anh em nhìn vô là anh em thấy thích ngay, tại vì nó rất là sáng bóng, rất là đẹp. Đó, cổ này. Đây, cổ này là cổ rim Thái nha anh em nha. Anh em có thể gắn rim Thái cũng được, super rim cũng được. Hình như là cúp và DD anh em cũng chung form luôn, em cũng có thể gắn được luôn cúp đầu vuông á. Đó. Hoặc là City. Đấy, thì con này, con cổ bô này thì bình thường là giá của cổ là 100, giá của vỉ là 120 thì cũng là lâu lắm rồi anh em, bán 3-4 năm trước nhờ giãn giá như vậy. Thì đợt này mình về thì rất là nhiều và vẫn bán với mức giá đó. Tuy nhiên là mình sẽ lên cho anh em chắc 50 cây đi, là mức giá là 100.000, mua một tặng một cho anh em, mua một cổ tặng một vỉ cho anh em luôn. Khuyến mãi cho anh em thêm ốc và lồng đèn luôn nha. Đây ốc và lồng đèn luôn này. Đấy, để anh em về anh em lên xe sử dụng cho nó ngon. Thì mua cổ một vỉ như thế này giá là 100.000. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Thứ nhất, nói về chất lượng thì đây, cổ này là cổ chuẩn chứ không phải là cổ inox nha anh em nha. Cổ giống như những cái cổ theo xe luôn, nó là cổ zin, không phải là cổ inox. Thứ hai là có đầy đủ cho anh em, thứ nhất là cổ bô, thứ hai là vỉ bô hay gọi là nẹp. Thứ ba là có phải phần để anh em siết ốc vào hay là gọi là phần thắt cổ bô. Và thứ tư là có luôn long đèn và ốc cho anh em. Đấy, đầy đủ cho anh em các chi tiết như thế này. Thì hình thức là cổ bô là sẽ là cổ bô xi chrome, bóng 100% luôn, rất là bóng nha. Nó sáng y như là những cái cây cần số cần thắng luôn. Đây mình sẽ lấy cho anh em coi. Đây là một cây cần thắng Thái Lan của mình nha. Đây, nó bóng như thế nào thì anh em cũng thấy rồi. Rất là bóng luôn. Đó, và cái cổ bô này nó cũng y chang như vậy nha anh em nha. Nó bóng y hệt như vậy luôn. Tại vì nó là hàng Thái anh em, rất là bóng. Thì anh em nào cần thì anh em có thể quan tâm đến sản phẩm này. Đó, một cây, một cổ tặng một vỉ, giá 100.000 một bộ. Ưu tiên những anh em nào lấy từ 5 đến 10 cây nha. Tại vì lấy số lượng như vậy mình đóng nó đỡ mất công hơn. Còn tất nhiên anh em mua lẻ thì vẫn ok. Nhưng mà anh em nào ưu tiên anh em lấy từ 5 đến 10 cây, 20 cây. Tại vì như vậy thì nó sẽ dễ đóng hơn. Và giá này anh em có lấy 10 cây hay 20 cây mình cũng không bớt nha. Tại vì giá này là giá lẻ bằng giá sỉ luôn. Đó, mình chỉ sell off khoảng 50 bộ thôi. Cho nên anh em nào cần thì liên hệ với shop nha. Thì cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều.